Các bạn, trên tay mình đây là khay sim của LG V40. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần khay sim của điện thoại LG V40, lỗi hỏng không nhận sim, mất sóng, cần một địa chỉ thay mới khay sim, sửa lỗi hỏng khay sim trên điện thoại LG V40, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên điện thoại LG V40 nói chung và khay sim của LG V40 nói riêng thay mới. Các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.